Da cháu mặt đỏ, nổi nhiều mụn nước, cháu đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không khỏi, bác sĩ giúp cháu với. Chào cháu, theo y học cổ truyền thì can chủ với cân, can chủ sơ tiết, can huyết hư thì gây rối loạn về kinh nguyệt, hoa mắt, chóng mặt, chân tay co quắp, vân vân. Can âm hư thì sinh hoạt, làm người nóng, háo khát, dễ phát ban, nổi mụn. Vì vậy, việc đầu tiên khi nổi mụn ngứa ngáy, mần đỏ, mình phải chú ý đến chức năng gan của mình. Thứ nhất là bạn phải hạn chế ăn đồ cay nóng, uống nhiều nước để đào thải độc tố. Trong trường hợp dùng kháng sinh chữa bệnh, phải uống thêm giải độc gan. Còn với tình trạng mần đỏ có mụn ngứa ngáy nhiều như của cháu, trong đông y đứng đầu cây thuốc điều trị là cây vòi voi. Cách dùng: lấy cành lá hoa tươi rã nhỏ, chưng với giấm, rồi đắp lên vùng da mặt ngứa mụn nhỏ. Lưu ý, cây vòi voi có tính độc với gan, cho nên không dùng để uống và không dùng cho phụ nữ có thai. Thay vì 5 giờ chị nam nhân.